1999, Obana đã được cựu viêm trụ đời trước cứu thoát và mang về. Từ đó cậu đã gặp được Rengoku. Có lẽ lúc nhỏ hai đứa khá thân thiết với nhau. Khi vào sát quỷ đoàn thì họ vẫn thường xuyên trò chuyện. Khác một điều là Sa chủ đã tìm được người đàn ông mạnh mẽ của cuộc đời mình, Sanemi. Họ đã rất thân thiết với nhau. Ngoài ra, Obana cũng thích dựa vào anh em chủ mạnh mẽ. 10. Obana là một chiến binh đặc biệt trong số các sát quỷ nhân. Anh ta unlock được mọi khả năng mà nhân vật chính có thể đạt được, trừ sự bất tử cùng hào quang nhân vật chính. Obana có thể tự động kích hoạt ấn diệt quỷ khi chiến đấu với Muyan. Obana là trụ cột thứ hai sau Muchirui, có thể tự truyền nội lực hóa đỏ thanh kiếm của mình mà không cần phải đốt nó bằng máu của Neyuko hay va chạm vật lý giữa các vũ khí. Obana là một trong ba trụ cột có thể kích hoạt được thế giới vô cực ngoài nham trụ cùng hạ trụ Muchirui. Cậu là kẻ có thể chống đỡ và gây nguy hiểm cho Muyan khi hắn đang trong dạng cuồng sát. Song song với đó, cậu có thể dễ dàng bảo vệ cho Tanjiro trong cơn bão Kagune của Muyan.